một con ra cá quá đã. Con này nếu mà đón không lầm thì tầm nửa ký. Nửa ký á. Nói chung này là tự nhiên thôi. Ê, nó được cái quả lưng nó gù. À, siêu phẩm của cá canh Việt. Nói với anh em thì đó là bình thường thôi, còn đối với mình con này là mình thấy là xịn nhất mà mình đã sưu tầm được. Còn đối với anh em khác thì chỉ bình thường. Có nhiều anh em có những con mà hơn con cá này nữa, không phải là không có. Đối với mình là con cá này là VIP nhất ở đây. VIP nhất ở đây là ở hồ của mình nha, chứ không phải là ở Sài Gòn nha. Anh em đừng có hiểu lầm nha. Còn với mấy anh lớn này kia có, chứ không phải là không có đâu. Con này là size 40 á. Hơn 40 nhưng mà tính 40 chẳng. Tại cái gan của mình là tầm 21 đến 22 xăng. Cái thùng mình rộng 40 mà nó cụp luôn mà. Nó dư luôn mà. Quá đã.